Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 69, cả đời này nàng cũng không quên được ta. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hình như mình với đạo lữ đạo đụng chúng lời nguyền 7 năm. Gần đây tư mã tiêu có chút lạnh nhạt với cô, không kéo theo cô ngâm mình nữa, cũng không song tu với cô nữa. Dù mỗi đêm hắn không ngủ được, tơ máu răng đầy mắt cũng không chịu song tu với cô cho đỡ bớt. Càng quá đáng hơn là nửa tháng trước hắn còn bắt đầu nhốt mình trong điện, không chịu gặp ai. Ai, ở đây bao gồm cả Liêu Đình Nhạn. Mấy năm nay lúc nào Liêu Đình Nhạn muốn gặp Tư Mã Tiêu đều có thể tới gặp, dù Tư Mã Tiêu đang làm gì, nhưng mà lần này thì không ổn rồi, Tư Mã Tiêu còn từ chối gặp cả cô. Cô cảm thấy đây là chuyện tình cảm sao? Hồng Loa đã tu luyện công pháp đặc biệt trong vòng mấy năm đã lớn kha khá, trông giống một cô bé cấp 2 12-13 tuổi. Tất nhiên là giọng điệu thái độ vẫn là má mì 21 cộng, đàn ông đều vậy cả, cô mặc kệ hắn nghĩ gì, ngủ cho hắn tỉnh là được, đạo lữ ấy mà, không có gì mà song tu không giải quyết được. Liêu đình nhạn, có giỏi thì cô nói mấy câu này trước mặt tư mã tiêu ấy. Hồng loa lập tức rụt cổ, thôi thôi, cô tự đi đi giờ ai mà còn dám đi gặp hắn chắc sẽ bị giết quá. Quý ngài càng lúc càng thích thiêu người. Mấy ngày trước có một ma tướng từ ma vực tới, sách theo mấy tên gian tế có ý định xông vào cấm cung, định giao cho ma chủ. Kết cục mấy người đó tới trước cung điện tư mã tiêu bế quan thì tự động bốc cháy, ngọn lửa đó không màu, bị bị cháy chưa kịp nhận ra, đi tới trước mấy bước thì máu thịt trên người biến thành cho rơi xuống đi đến trước bậc thềm thì cháy chỉ còn lại chút cơ thể đập trên đất lập tức thành cho trắng, cảnh tượng vừa quỷ dị vừa hung tợn. Chỉ có duy nhất rắn đen và liêu đình nhạn có thể tới gần bậc thềm đó nhưng rắn đen đến bậc thềm thì cũng không tiếp tục đi tới được, còn liêu đình nhạn thì là người duy nhất còn đi được tới cửa. Liêu đình nhạn ngồi trên một nhánh cây cổ thụ, trông ra cung điện tư mã tiêu bế quan. Cô khẽ nhăn mày, hồng loa cố ý chọc cười cũng không làm cô cười được một cái hồng loa dòm ngó cô vỗ tay cô giữ cái vẻ mặt như vậy đi tốt nhất là u uất thêm tí nữa ừ nữ tử u uất khẽ âu sầu sau đó cô có thể tới trước cửa điện phô tạo hình ta bảo đảm ma chủ sẽ nhanh chóng mở cửa bước ra dỗ cô liêu đình nhạn chơi cái gì vậy hồng loa không được cái mặt này không được cái ban nãy ấy Liêu đình nhạn đảo mắt nằm xuống, bỏ đi, cô thích làm gì thì làm đi, cái tính tình của hắn muốn làm gì chả ai cản nổi, cái tên bạo quân một lòng muốn tự mình kiếm chuyện này, ta phải đợi hắn làm xong tự nói với ta. Nhạn thành hôm nay trời trong nắng ấm, trời xanh trong vắt, mây trắng trụm thành một đóa rơi nơi đỉnh núi phía xa, núi rừng xanh thẫm khoảng thời gian trước mới rụng mất một khoảng hoa xích anh hồng, giờ đã đâm trời mới. Quả xích anh vốn là đặc sản ma vực, vì cô thích ăn, mấy năm trước tư mã tiêu cho người chuyển về nhạn thành, vì sinh trưởng không tốt mà còn mới người ở cốc vũ ổ đến giúp trồng cây. Vậy nên mấy năm nay mỗi mùa xuân, trên núi đều đầy màu hồng của hoa, tới tháng 7 nóng nhất là có đầy xích anh để ăn. Có rất nhiều ma tu sinh sống ở nhạn thành, người tu tiên cũng không ít, đều chuyển tới mấy năm nay, vì liêu đình nhạn thích ăn đủ loại thức ăn nên đặc sản lớn nhất trong thành là đồ ăn ngon. Mười mấy con phố trước sau trái phải đều có những tiệm thức ăn đặc sản khác nhau, đặc biệt là một con phố ẩm thực nổi tiếng nhất bên ngoài hành cung của Liêu Đình Nhạn. Mấy năm trước, từ Mã Tiêu còn thường cũng Liêu Đình Nhạn đi đến mấy con phố đó ăn uống, Liêu Đình Nhạn ăn, hắn ngồi bên cạnh nhìn. Đôi lúc còn dắt theo hồng loa hoặc rắn đen ti ti, số lần mang theo rắn đen thì nhiều hơn, vì ở mặt ăn uống nó rất giống con ruột của Liêu Đình Nhạn. Một người thì ực ực, một người thì ọc ọc. Những chủ tiệm trên phố vừa sợ vừa kích động, sau này quen rồi còn dám bắt chuyện mấy câu với Liêu Đình Nhạn, họ nhận ra ma chủ giết người như dạ trong truyền thuyết sẽ hoàn toàn không tùy tiện giết họ. Nếu họ có thể làm ra được thức ăn mà Liêu Đình Nhạn thích còn có thể nhận được rất nhiều lợi ích, nếu cực kỳ thỏa mãn thậm chí còn có thể có được vật phẩm quý hiếm, đan dược, linh khí thuật pháp cao cấp các loại đến mức không chỉ có ma tu mà tới người tu tiên chính đạo cũng theo tới mở tiệm đúng là tìm phú quý trong cảnh hiểm họ mở tiệm ở đây khiến cho người gọi đầu bếp giỏi nhất tới có lúc liêu đình nhạn còn thấy mình giống boss game biết rơi đồ quý hiếm dụ khị mọi người tới khoảng thời gian này từ mã tiêu bế quan số lần liêu đình nhạn đi phố ẩm thực ít hơn hẳn phần lớn thời gian cô đều nằm trên cái cây sau hành cung cây cổ thụ này cực kỳ cao lớn góc nhìn rất ổn. Nằm ở đây cô có thể trải tầm nhìn khắp cả hành cung, nhìn thấy từng phố phường bên dưới, còn có ngọn núi đầy cây xích anh kia nữa. Cái cây này tên là hương trầm thanh mộc, không phải là cây thông thường, nó sẽ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ dưới ánh mặt trời. Mùi thơm này có thể làm thư thái đầu óc, khiến người ta nhẹ nhàng thoải mái. Lúc bọn họ mới dọn tới hành cung nhạn thành không bao lâu, có khoảng thời gian chắc là do song tu quá tới tấp, Liêu Đình Nhạn bị lửa nóng trong linh phủ Tư Mã Tiêu ảnh hưởng, lúc nào cũng cảm thấy tức ngực, vì vậy Tư Mã Tiêu cho người trồng cái cây này, từ đó về sau, mỗi ngày trời trong có nắng, Liêu Đình Nhạn đều thích nằm trên cái cây cổ thụ đó, tìm một cành cây có góc nhìn đẹp đắp ổ ngủ. Rắn đen ti ti cũng thích quấn trên cành cây, thằng nhóc này tuy có thể biến thành hình người nhưng mấy năm nay hoàn toàn không có ý định lớn lên, vẫn mang dáng vẻ của một đứa nhóc, lúc Tư Mã Tiêu không nhìn nó nó lại thích dùng thần rắn, liều đình nhạn cũng để nó tùy ý. Một đàn chim cánh rộng bay tới từ đằng xa, chúng bay thành hình chữ nhân, cánh trắng như mây, nhẹ nhàng đáp xuống nhạn thành. Đó là một loại linh thú rất nhiều môn phái tu tiên thích nuôi, thường dùng để giao hàng, ví dụ như những con này, liều đình nhạn có thể nhận ra chúng là chim cốc vũ ổ nuôi. Vì những thứ chúng đang mang đều là rau củ thịt tươi các loại, đều là những thứ các sư huynh sư đệ gửi cho cô, cũng chỉ có đồ của cốc vũ ổ mới có thể bay thẳng vào thành, không cần phải đáp xuống ngoài thành rồi mới được mang vào trong. Mấy năm nay, cuối cùng cũng có không ít người biết được thân phận của cô, đạo lữ ma chủ ma vực. Không ngờ lại mọi người đều nhã nhặn, không ai dám làm to chuyện, ít nhất là ngoài mặt thì không ai dám, còn phát triển thêm trao đổi thị trường đặc biệt nữa. Từ mã tiêu tạo dựng cho cô một hoàn cảnh sống thoải mái vô tư lự sau khi không cần lo nghĩ đến những thứ khác, thứ duy nhất làm cô lo lắng chỉ còn lại mình tư mã tiêu. Nhiều lúc cô cảm thấy hắn đang cố ý, đổ cái thứ mưu mô. Liêu đình nhạn ngủ cả ngày trên cành cây, đến tối cũng chưa xuống, nửa đêm cô mơ mơ màng màng cảm nhận được gì đó, như một sợi dây mảnh kéo lấy tim cô, khiến cô tự động tỉnh dậy từ trong mộng. Bóng người cô rất quen thuộc đứng cách đó không xa, hắn đang trông ra núi nón đằng xa, còn có mặt hồ trong veo nữa. Hắn vắt tay đằng sau, tóc dài và tà áo đôi lúc sẽ phất qua lá cây hình bầu dục của hương trầm thanh mộc. Hắn là ma cà rồng à, sao cứ nửa đêm lại tròi đầu ra vậy? Trong đầu Liêu Đình Nhạn đột nhiên lóe lên ý nghĩ như vậy, cô nhúc nhích, đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng, hình như cũng là nửa đêm, cô bị ai đó gọi dậy từ trong mơ, nhìn thấy chạn đèn khắc hoa khẽ động đậy, tư mã tiêu ở bên giường cô nửa người chìm trong bóng tối, nửa người bên trong ánh đèn vàng ấm áp. Được được rồi, tổ tông, ngài nửa đêm đừng gọi ta dậy có được không? Ngài về rồi thì ngủ đi không được sao? Ta có chừa chỗ cho ngài mà. Cô đau khổ đờ đẫn nói. Không được. Cô liền cuộn chăn quay người với khuôn mặt trắng bạch ngủ không đủ giấc. Liêu đình nhạn thẫn thờ một lúc, không nhớ chuyện xảy ra lúc nào là trong đoạn ký ức cô đã quên đi sao lúc này tư mã tiêu đứng ở đó quay đầu nhìn cô không gặp ta nửa tháng thôi mà không nhận ra nữa à liêu đình nhạn khoanh chân ngồi dậy nhìn hắn bước ra từ bóng cây trông như con mèo đen không chút tiếng động ngài bế quan xong rồi à tư mã tiêu không ra xem nàng liêu đình nhạn bắt lấy tay hắn bàn tay ấm nóng tỏa ra nhiệt độ của người bình thường Hắn bình thường mới là không bình thường. Ngài không muốn ngâm mình sao? "Thôi." Từ Mã Tiêu nói, nhón lấy cổ tay cô, tay kia vuốt từ má cô đến sau tai, ngừng lại sau gáy, kéo cô tới gần mình một chút, "Không vui à?" "Sao thế?" Liêu Đình Nhạn, mấy người còn có mặt mũi hỏi tại sao? "Liêu Đình Nhạn, ta cảm thấy ngài đang làm chuyện nguy hiểm." Từ Mã Tiêu, "Vậy nên nàng lo cho ta đến khủng khiếp tới vậy?" muốn giận dỗi ta. Liêu Đình Nhạn, cô nói hết nổi, giận cũng hết nổi. Từ Mã Tiêu mỉm cười, nắm tay cô nhảy xuống dưới, hai người tản bộ trên nóc hành cung như con mèo đêm. Tảng sáng, Từ Mã Tiêu chuẩn bị quay về bế quan, hắn kéo tay Liêu Đình Nhạn, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô rồi lại bỏ cô ra mà nói, "Ta có cho người tìm cho nàng một linh thú lông trắng, hôm nay sẽ được mang tới nhạn thành, lát nữa nàng tự đi chơi đi." vui vẻ một chút. Vừa dứt lời liền không thấy bóng người. Liêu đình nhạn đứng trên nóc nhà, tia sáng vừa ló dạng sau lưng. Ai thèm chơi lông trắng chứ, đồ lông đen chết tiệt, cô tự lẩm bẩm, cảm thấy không sống nổi. Nhạn thành hôm nay lại rất nhộn nhịp, mà tướng mang đến một con tuyết linh hồ cực quý hiếm, vì một số nguyên nhân mà loài này sắp tuyệt chủng, không biết họ tìm ở đâu về được một con, Ma chủ chính miệng dặn dò bảo mang tới cho đạo lữ chơi cho khuây khỏa. Tuyết linh hồ nhỏ bằng bàn tay, lông trắng dài mềm mượt, đôi mắt đen trong như hạt nhỏ long lanh, tai vừa lớn vừa mềm với cái đuôi lớn như một đám mây trắng bồng bềnh, còn có cả đệm vuốt hồng hồng. Tác dụng trị liệu của mấy thứ nhỏ nhỏ lông lông đáng yêu đúng là hiệu quả, vuốt cáo khiến người ta thoải mái tâm tình, đến cả rắn đen cũng mê vuốt cục lông đến nỗi mỗi ngày còn hiện hình người nửa ngày để vuốt đã hơn. Con tuyết linh hồ ốm yếu ăn uống với Lưu Đình Nhạn nửa tháng thì từ lòng bàn tay to thành quả bóng rổ, khuôn mặt nhòn nhọn cũng tròn lên kha khá. Bởi vì nó kêu ẳng ẳng, nên tên nó là ngang ngang sao. Sao, hai chữ đồng âm giống tên của bé Na. Bên cạnh Lưu Đình Nhạn có hồng loa, có rắn đen, giờ lại có thêm tuyết linh hồ ngang ngang, càng lúc càng rộn ràng người ta hay nói gà bay chó chạy, nhiệm vụ làm chó là của rắn đen, tuyết linh hồ chỉ có thể bay như gà. IQ của hai thím này kẻ tám lạng người nửa cân, rất có mùi kỳ phùng địch thủ, mỗi ngày diễn tuồng đuổi bắt bên cạnh liêu đình nhạn. Cách giam bữa nửa tháng tư mã tiêu lại bước ra từ cung điện, cứ ra là đến tìm liêu đình nhạn, gần như đều là ban đêm, sau khi cưỡng ép gọi cô dậy thì ở với cô một đêm sau đó biến mất. Liêu Đình Nhạn sắp nghi là có phải hắn tự làm cho mình chết rồi, bây giờ đã biến thành cái kiểu u linh gì đó không thể xuất hiện vào ban ngày được. Ta cho người huấn luyện vài con chim cho nàng đùa vui, lát nữa mang tới, đi xem đi. Trước khi bàn tay trong suốt biến mất, Tư Mã Tiêu để lại một câu. Sáng đó, có rất nhiều chim trắng bay đến Nhạn Thành, đây là một bầy chim rất sang chảnh, điểm đặc biệt nhất là chúng có thể biến thành người trong thời gian ngắn, khoác áo lông vũ nhảy múa trên không trung. Liêu đình nhạn, cái này là vũ đoàn mà. Không biết tư mã tiêu cho người kiếm cho cô cái vũ đoàn này từ bao giờ, chỉ cần lắc chuông là bầy chim đang ở trên núi gần đó sẽ bay tới mùa hát cho cô xem, giúp cô vui vẻ. Lần thứ ba xuất quan đến thăm Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu đột nhiên hỏi cô, chuyển cốc vũ ổ đến gần Nhạn Thành nhé. Liêu Đình Nhạn bóp miệng hắn. Liêu Đình Nhạn, Ngài thấy ta chưa đủ rộn à?" Từ Mã Tiêu kéo tay cô ra nắm lấy, "Sống nhộn nhịp không tốt à?" "Nàng thích lắm mà." Liêu Đình Nhạn nhìn hắn lúc lâu, đưa tay ôm lấy eo hắn, "Ta vào linh phủ của ngài xem một chút có được không?" Từ Mã Tiêu ôm lấy cô, cúi xuống đầu cô gõ vài cái, "Không được, giờ nàng mà vào thì thần hồn sẽ bị thiêu cháy." "Sao có thể, hai người họ vào linh phủ của nhau bao nhiêu năm?" cô làm sao cũng không bị thiêu được, trừ khi ông lớn thối tha tự đi thiêu thần hồn của hắn mới liên lụy chung cả cô. Không phải chứ. Liêu đình nhạn bổ tới gõ vào chán tư mã tiêu, dương nanh dơ vuốt, để ta vào. Tư mã tiêu đan chặt lấy tay cô, quấn lấy chân cô, thuận thế ép đầu cô vào ngực mình. Liêu đình nhạn vùng vẫy hồi lâu không được, liệt trên người hắn, nghe thấy thấy tư mã tiêu cười rung cả lồng ngực, chợt thấy lòng buồn rười rượi. Thật đấy, sống không nổi nửa rồi, không biết vì nguyên do gì mà ông lớn Tư Mã đang đi tự sát, cô nghi mình sắp thành quả phụ mất rồi. Tư Mã Tiêu lại rất vui, cười hồi lâu không ngừng. Cái dáng vẻ này của hắn thật sự không giống sắp xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, Liêu Đình Nhạn có hơi mê mẩn, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Vào ngày đông lạnh nhất của năm, Tư Mã Tiêu xuất quan hoàn toàn, hắn ở bên cạnh Liêu Đình Nhạn, gần như không có gì khác với trước kia. Một trận tuyết lớn rơi ba ngày bốn đêm, nhạn thành biến thành màu trắng, có chút giống với đông thành trắng xóa bên phía ma vực. Từ mã tiêu lay tỉnh Liêu Đình Nhạn trong đêm. Gì đấy? Liêu Đình Nhạn mơ màng hỏi. Từ mã tiêu gật đầu, được. Được cái gì mà được? Liêu Đình Nhạn ù ù cạc cạc thì y phục bị lột mất. Liêu Đình Nhạn, đợi chút, cho hỏi kèo này ai hẹn vậy? Tư Mã Tiêu ôm cô đến một đầm nước màu xanh ngọc bích, hoa huyết ngưng từng nở ở đây, nuôi được một ngọn lửa nhưng đã lâu rồi Lưu Đình Nhạn không nhìn thấy ngọn lửa đó. Cô không hiểu sao lại phải ở đây, còn chưa kịp nghĩ, chỉ vô thức ôm lấy cổ Tư Mã Tiêu, thử dán chán vào chán hắn. Được nửa đường đã bị Tư Mã Tiêu đưa tay chặn lại. Không được, lòng bàn tay hắn nóng hừng hực đầu tiên là che lấy chán cô, sau đó di dần xuống dưới che lấy mắt cô. Liêu đình nhạn vừa thở lấy hơi vừa nắm lấy cánh tay hắn, cảm thấy môi bị chặn lấy, chất dịch ấm nóng được truyền tới. Giống như thứ nước quả gì đó thơm ngọt, thứ này vừa vào trong người, cảm giác ấm áo liền tràn vào từng khớp xương. Trong lúc mơ mơ màng màng, Liêu Đình Nhạn đột nhiên cảm thấy tu sáu của mình tăng cao lên từng bậc, đột phá với tốc đột khiến cô kinh hãi liêu đình nhạn đợi đợi đã ngài cho ta uống cái gì tư mã tiêu chỉ cười bên tai cô che kín mắt cô cũng không nói gì liêu đình nhạn hơi tức giận thầm nghĩ cái tên khốn khiếp này lại làm cái trò thiêu thân gì nữa lắc đầu không muốn uống nhưng tay tư mã tiêu giữ chặt lấy đầu cô cô hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích chỉ cần hắn muốn không chế ai đó thì không ai chống cự được nhưng Lưu Đình Nhạn vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm đãi ngộ này, thường thì cô không muốn gì, Tư Mã Tiêu cũng không ép cô. Cô bị ép nuốt hết chất lòng được truyền tới, nếu như không phải là không có mùi máu tanh cô còn cảm thấy đây thật ra là máu. Cùng lúc chất lòng trôi vào cổ họng, cô cảm thấy cả người như bị nhấn vào biến lửa, đầu óc đều bị thiêu thành hồ rán rõ là đang ở trong hồ nước mà lại không hề có chút lạnh lẽo nào. Ngược lại nước còn như biến thành ngọn lửa bám lấy người cô. Bên ngoài vọng vào tiếng sấm, tiếng sấm cực kỳ vang vọng, gần như nổ trên đỉnh đầu. Liêu đình nhạn hốt hoảng, cảm giác thần trí đã thoát khỏi sự khống chế của tư mã tiêu, bay vụt ra ngoài. Bên ngoài gió tuyết dữ dội, mây đen kéo tới, ánh điện lập lòe, cô còn nghe thấy không ít tiếng gào thét hỗn loạn xét nhanh chóng thịnh nổ đánh xuống, Liêu Đình Nhạn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong tia sét, còn có cả chút gì đó khó tả, cô cảm ứng được một ít từ trạng thái bây giờ, vô thức run rẩy. Từ Mã Tiêu giữ cô trong lòng, hắn bỏ mắt cô ra, Liêu Đình Nhạn ôm lấy cổ hắn, mở mắt ra đã nhìn thấy lồng ngực hắn bị rạch một lỗ, máu đỏ ánh kim chảy bên trong, không có mùi máu tanh, chỉ có chút mùi như hương hoa. Là thứ cô vừa uống, liêu đình nhạn tức đến muốn cho tên đàn ông này một trận lại phút chốc kinh hãi bởi vết thương trên ngực hắn đưa tay muốn chặn lại không cần từ mã tiêu thân mật hôn lên tóc cô sắp sửa bắt đầu rồi cái gì sắp bắt đầu đờ cờ mờ ngài nói tôi biết đi liêu đình nhạn thật sự không nhịn được nữa mà gào thét cái tên này rốt cuộc đang làm chuyện trời đánh gì tia sét kia đã trở nên đáng sợ dị thường cô sắp bị tên đàn ông này bức tới phát điên rồi. Từ mã tiêu nhìn dáng vẻ tức tối nôn nóng của cô lại bật cười lớn, nhón lấy cầm cô, lại truyền máu biến dị cho cô. Lưu đình nhạn cắn lưỡi của hắn, tóm được gì thì cắn đó, muốn đạp cho hắn nhích ra 10 vạn 8 ngàn dặm, từ mã tiêu giữ lấy gáy cô, không lùi nữa bước. Từ khi sinh ra ta đã phải chịu đựng mọi loại đau đớn, nàng cho ta bao đây chẳng đau chẳng ngứa gì cả, có biết không? hắn bỏ liêu đình nhạn ra đưa ngón cái lau môi cô rất thấp giọng nói cứ như tình nhân nói lời đường mật yêu thương liêu đình nhạn cảm thấy máu trong người đang cuộn trào như sắp bị thiêu chết rốt cuộc ngài đang làm gì vậy Từ mã tiêu chăm chú nhìn cô ánh mắt rất dịu dàng vừa dịu dàng vừa điên cuồng hắn nói ta đã luyện hóa phụng sơn linh hòa luyện vào máu thịt thần hồn của ta một lúc nữa những thứ này đều thuộc về nàng. Phụng Sơn Linh Hòa là lửa thần, nó tổng cộng đã bị luyện 6 lần bởi tộc Tư Mã, lần trước là Tư Mã Ngạc, để khiến Linh Hòa luyện thành lửa thuần khiết, giúp Tư Mã Tiêu có thể dung hợp với Linh Hòa, nàng dâng hiến cơ thể và thần hồn, bị ngọn lửa nút lấy không còn trừa lại gì. Còn Tư Mã Tiêu là người duy nhất trong tộc có thể luyện Linh Hòa vào người mình, cũng là tên điên duy nhất dùng cơ thể mình luyện hóa sống Linh Hòa. Yên tâm đi, sẽ không đau đâu, ta để lại linh hòa cho nàng, sau này trên đời không còn bất cứ thứ gì có thể tổn thương nàng được nữa, kẻ thù của ta đều đều đã bị ta giết cả rồi, những gì ta để lại cho nàng đều là những người và thứ nàng thích. Tại sao chứ, ngài đang yên đang lành mà, sao phải như vậy, ta có cần thế đâu. Liêu Đình nhạn thấy mình đã rơi nước mắt nhưng nước mắt trên má đã bị nhiệt độ cao làm bốc hơi nóng như vậy sao cô còn chưa chín nữa? Sao không bỏng chết cái tên đần độn tự cho mình là đúng này đi? Từ mã tiêu vuốt ve mặt cô, ta vốn không thể lâu dài được, kẻ không thể lâu dài mới điên loạn như ta. Nàng là người rõ nhất trong linh phủ của ta có ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, nó cho ta sức mạnh vượt qua tất cả, cũng sẽ đoạt lấy của ta những thứ khác. Trước kia ở canh thần tiên phủ, hắn nốt lấy đốm lửa mới do sư thị dành nhiều năm luyện thành, lại gần như dùng hơn tất cả linh hòa trong người mình thiêu hủy nội canh thần tiên phủ và phần nhiều tu sĩ sư thị. Từ đó về sau, cơ thể hắn bắt đầu sản sinh triệu chứng sụp đổ. Lớn mạnh cũng có cái giá của nó. Tộc tư mã đã được định sẵn là phải diệt vong. Hắn sẽ chết, hắn chết rồi, lừa trong người cũng sẽ tắt theo. Nhưng hắn không cam tâm, cũng không yên tâm. Vì thế hắn dùng nhiều năm thử nghiệm, cuối cùng thành công luyện mình thành một cây nến. Sau khi cơ thể hắn cháy tận, thần hồn bị thiêu tắt thì có thể thay hình đổi dạng ngọn lửa này, tặng cho Liêu Đình Nhạn. Từ nay về sau cô sẽ trở thành hắn thứ hai, có được sức mạnh vượt qua tất cả sinh linh, chỉ là không cần chịu đựng đau đớn ngọn lửa mang tới, đây là một ngọn lửa tân sinh hoàn toàn, không còn là Phụng Sơn linh hỏa nữa. Ông trời muốn ta chết nhưng ta không muốn cho gã cái mạng này, trên đời ta chỉ yêu có mỗi nàng, tất nhiên là phải cho nàng Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy cả người khó chịu, mắt cũng đỏ ngầu, cô khó chịu cắn tay Tư Mã Tiêu, muốn cắn đứt một miếng thịt của hắn. Linh khí trên người hắn điên cuồng tràn vào người cô, ánh sáng đỏ lóe lên trong đầm nước xanh biếc, một trận pháp phức tạp hiện ra liên kết hai người. Xét đánh xuống vào bên đầm nước nhưng không sao đánh được hai người. Trong cơn đau đơn như lửa thiêu, Liêu Đình Nhạn bỗng nhớ lại một cảnh tượng lạ lẫm, cũng là sấm sét đầy trời, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng tư mã tiêu nhìn thấy hắn chắn trước mặt mình sẽ toạc sấm sét đánh xuống như một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như thải hà tiên tử nói ấy anh hùng cái thế đạp lên áng mây ngũ sắc đáng khinh cái gì mà anh hùng cái thế cô tức đến phát khóc bàn tay bắt lấy tư mã tiêu không ngừng run rẩy ngài đợi đó đợi ngài chết rồi ta sẽ là quý bà giàu có thừa kế vô số di sản ngài vừa chết ta sẽ nuôi mấy trăm tên đàn ông hoang tư mã tiêu cười lớn trong tiếng sấm nắn lấy gáy cô tựa bên tai cô nói không có ai khác được nữa đâu cả đời này nàng cũng không quên được ta nữa đúng vậy cả đời cô cũng không quên được tư mã tiêu trên đời này sao lại có một người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận như vậy chứ đừng có mơ ngài muốn thế nào là sẽ thế ấy sao ta nhất định không để ngài được như ý Chương 70, 17 Một ngày của nhạn thành bắt đầu từ đủ loại mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ con phố bên ngoài cung thành. Mấy năm nay, hàng quán ăn uống trong nhạn thành càng lúc càng nhiều. Tất cả mọi người đều tới mong giành được sự yêu thích của Liêu Đình Nhạn để được vinh quang. Thành chủ nhạn thành kiêm ma chủ ma vực Liêu Đình Nhạn là một người chủ hoàn toàn không giống với ma chủ tư mã tiêu tiền nhiệm. Cô không có cái chướng khí như ma như quỷ cũng không nóng nảy dễ quạo, trong rất nhiều tình huống cô đều rất dễ thương lượng. Nhưng không ai dám coi nhẹ vị ma chủ dễ chịu này, chỉ cần cô còn sở hữu linh hỏa, loại linh hỏa từng là của tư mã tiêu, khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật thì không ai dám khiêu chiến quyền uy của cô. Hơn nữa những năm tư mã tiêu chết đi, có một số lời đồn được lan truyền khắp nơi. Ví dụ như nói năm đó ma chủ tư mã tiêu tử vong đột ngột không rõ nguyên do, Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy sinh vật đứng đầu bảng dinh dưỡng sẽ không dễ dàng chết đi, trừ khi là người thân thiết nhất bên cạnh hắn ra tay. Vậy nên có một dạo có lời đồn nói Liêu Đình Nhạn giết chết Tư Mã Tiêu để đoạt lấy linh hỏa. Lời đồn này đồn ở khắp nơi, lại thêm trước đó Liêu Đình Nhạn cũng có thể thành thạo sử dụng thứ lửa đó để giết chết vài tên ma tướng sinh lòng gây chuyện, không ít người ở ma vực đều hết sức kính nể Liêu Đình Nhạn. Một nữ nhân ra tay tàn độc lại còn có thủ đoạn mánh khóe, thậm chí còn có thể giết chết tư mã tiêu đoạt lấy quyền lực như thế này tuyệt đối không thể coi nhẹ. Liêu đình nhạn, người bị cho là nữ nhận có mơ mô và bụng dạ nhất ma vực lúc này đang ngâm mình trong bồn nước giảm nhiệt, mặt mày tiểu tụy đến phát ra âm thanh ta sắp chết rồi. Hồng loa xuyên qua một rừng cây bóng dâm, vòng qua một bức tường hoa cao cỡ đầu người, đến bên một linh trì nửa lộ thiên. Nàng nhìn thấy Liêu Đình Nhạn đang ngâm mình trong nước, bước lên trước ườn ra lan can ngọc gào lên, "Hôm nay cô có ngâm đủ chưa? Có ăn sáng nữa không đây?" "Ăn, ăn chứ, đợi ta chút." Liêu Đình Nhạn vùng vẫy đứng dậy từ hồ nước, kéo theo tóc với váy ngủ đẫm nước, mặt trắng như một con thủy quái. Cô thay đồ sau bức bình phong, trải lại tóc, vừa son môi vừa than thở, "Cái quỷ lửa chết tiệt này nể thật sự, lại làm ta đau cả một ngày." hồng loa ngồi bên cạnh thở dài đây chính là cái giá của việc sở hữu sức mạnh liêu đình nhạn tức giận đập bàn trang điểm nhớ đến tư mã tiêu giờ đang không biết ở cái xó nào càng nổi giận bừng bừng hơn nhớ năm ấy tư mã tiêu dùng linh hỏa linh mạch của mình quá độ còn tùy tiện dung hợp lửa mới sư thị dưỡng được khiến cơ thể mình suy sụp sau đó tự dưng nghĩ điên nghĩ khủng luyện mình thành một cây nến muốn thiêu đốt máu thịt và linh hồn của mình truyền lại linh hỏa đã được luyện hóa cho cô. Lúc đó Liêu Đình Nhạn bị hắn chọc tức nóng cả đầu óc, thuận thế chủ động đoạt lấy sức mạnh của hắn, sau đó chủ động kết thúc truyền dẫn linh hỏa, trở tay cưỡng ép tóm lấy thần hồn chỉ mới cháy một ít của hắn từ trong linh hỏa dẫn độ ra. Cuối cùng lửa vẫn được truyền thành công nhưng không có phần lớn thần hồn của Tư Mã Tiêu làm chất dẫn, suýt làm đau chết Liêu Đình Nhạn. Tuy sau này không phải lúc nào cũng đau nhưng cũng để lại di chứng mỗi tháng một lần liêu đình nhạn lúc nào cũng phải đau vài ngày như vậy ngoài việc thời gian này không ra máu thì đúng là chu kỳ rớt dâu tiêu chuẩn cô đến tu chân giới không dễ gì mới trở thành một nữ tu sĩ không có kỳ kinh nguyệt cứ tưởng dâu đã rời đi mãi mãi ai ngờ vẫn bị cái tên đần độn tư mã tiêu làm thành một mùa dâu mới mấy năm nay mỗi tháng đến mấy ngày này liêu đình nhạn đều đau chết đi sống lại đau như lửa thiêu phải ngâm trong nước mới đỡ hơn một chút. Mỗi lần thả mình trong nước, cô đều cảm thấy mình đã là một con cá chết. Còn về thần hồn của tư mã tiêu mà cô đột nhiên bùng nổ đòi sống đòi chết dữ vì trước đó đã bị tên đầu heo chết toi dùng để luyện hóa linh hòa, trở nên yếu ớt hơn một chút. Liêu Đình Nhạn không thể không lập tức dùng cách thức ký gửi hồn phách, tìm một thai phụ thích hợp cho hắn đi trùng sinh đầu thai. Năm đó tư mã tiêu ký gửi hồn phách cho Hồng Loa, Liêu Đình Nhạn chứng kiến toàn bộ, vì thế cô cũng biết nên làm thế nào. Chỉ là việc ký gửi hồn phách này còn có một vấn đề. Nếu muốn thành công, tốt nhất phải ký gửi hồn phách cho thai phụ có quan hệ huyết thống. Thế nhưng gần như tất cả huyết mạch tộc tư mã đều bị tư mã tiêu tự tay giết sạch. Một cách khác là giống như hồng loa, tìm một cái thai có mức độ dung hợp cao nhất với thần hồn của hắn. Trước kia Hồng Loa có thể nhanh chóng tìm ra cơ thể thích hợp là vì thần hồn của Hồng Loa không hề lớn mạnh, không ít người thích hợp với nàng. Nhưng đổi lại là Tư Mã Tiêu thì lại khác, dù thần hồn của hắn có bị tổn hại thì cũng không phải bào thai nào đó cũng thích hợp được. Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không tìm được bào thai thích hợp, quá bất lực chỉ có thể để thần hồn đã được dùng mật pháp gói lại của hắn đi, để hắn có thể tự động cảm ứng tìm cho mình thai phụ và bào thai thích hợp. Thế nhưng bởi vì như thế, hiện giờ Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không tìm ra tư mã tiêu, không biết hắn rốt cuộc đã đầu thai vào cái xó nào trên đời. Hơn nữa cũng không biết thai phụ sinh ra hắn đang ở đâu, bởi vậy cũng không thể nhân lúc trước khi hắn được sinh ra, cho thai phụ dùng hoàn hồn đan. Không có thứ này giúp lưu lại trí nhớ, cũng không biết chỉ dựa vào hắn có thể nhớ lại được bao nhiêu. Khoảng 17 năm qua đi, Liêu Đình Nhạn phái đi vô số tu sĩ ma vực tìm kiếm tung tích Tư Mã Tiêu. Đây là cả một công trình lớn, tìm tận 17 năm vẫn không tìm được. Canh thần tiên phủ từng có người hiếm hoi mang huyết mạch của Tư Mã Thị đã bị cô sàng lọc trước tiên. Sau đó là những đứa trẻ có tố chất mới sinh của những môn phải lớn, lật tung cả ma vực lẫn tu tiên giới vẫn không thấy. Cô tung lưới càng lúc càng rộng vẫn không chút tin tức của Tư Mã Tiêu hồng loa biết tâm bệnh của liêu đình nhạn thấy vẻ mặt của cô là biết cô lại nhớ đến chuyện của tư mã tiêu nôn cái gì dù có nôn cũng không được đã nhiều năm vậy rồi người ta chắc chắn đã sớm ra đời rồi chưa tìm về chứng tỏ hắn vẫn chưa nhớ ra hoặc là xa quá về không được bây giờ chúng ta đã bắt đầu tìm cái thôn làng ngóc ngách ở phàm nhân giới xa xôi rồi có khi sẽ nhanh chóng tìm được thôi hồng loa an ủi cô như thường lệ phạm sáu tìm kiếm của họ càng lúc càng rộng, tiến độ tìm kiếm đã đến tận thế giới người phàm ở rìa đại lục. Trước kia Lưu Đình Nhạn còn nằm mơ, mơ thấy Tư Mã Tiêu biến thành một nông dân đen đúa ở một thôn quê, nông dân có nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, nói một đống lời yêu thương xến xú. Cô còn mơ thấy Tư Mã Tiêu biến thành một kẻ ăn xin, lưu lạc khắp nơi, bị những tên ăn xin khác ức hiếp, cái tính nóng nảy của hắn không nhịn được, xảy ra xung đột với người ta, trong lúc tức giận đánh chết người, cuối cùng bị nhốt vào ngục, không thấy ngày mai. Nếu mà rơi vào tình trạng thế này thật, cô biết làm thế nào mới tìm được tên tổ tông này. Sao mà thảm quá vậy? Liêu Đình Nhạn và Hồng Loa dắt theo rắn đen và Tuyết Linh Hồ vừa ăn chơi ở ngoài về đi ăn sáng. Tuy Tư Mã Tiêu khiến người ta lo lắng nhưng như trước khi đi hắn có nói những gì hắn đế lại cho cô đều là những thứ cô thích nhất. Vì vậy trong những năm không có hắn, cuộc sống của cô vẫn vô cùng bình lặng như cũ, cũng không thiếu người bầu bạn, dù sao tất cả muộn phiền và lo âu của cô đều chỉ là vì cái vấn đề gia sản để lại của Tư Mã Tiêu. Lúc đi ăn sáng, Liêu Đình Nhạn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của tất cả chủ tiệm, cô đã quen với những ánh mắt tha thiết kia, tùy tiện chọn đại một quán thường ăn nhất. Vậy là những chủ tiệm kia cứ như phi tử tranh sủng, người được chọn đắc ý vô cùng, đón họ vào trong, những người khác tặc lưỡi thở dài, có người thì lấy lại tinh thần chuẩn bị tái chiến. Đây chuyện diễn ra mỗi ngày ở Nhạn Thành. Liêu đình Nhạn ở đây ăn được một nửa, bên ngoài đột nhiên vọng lại tiếng ồn ào, có ma tu phong bạt tìm tới ngừng trước cửa quán. Ma chủ, ma tướng đại nhân tìm kiếm ở phía nam mang tới tin tức mới nhất. Ma tu phấn chấn lạ thường hành lễ trước mặt Liêu Đình Nhạn. Ma tướng đại nhân nói lần này tuyệt đối chính là thác sinh của vị ấy, không những hồn đăng người làm có phản ứng, cực kỳ trùng hợp là vị ấy vẫn mang cái tên trước đây, nghe nói đến tướng mạo cũng giống. Liêu Đình Nhạn nghe tới đây, tay run rẩy, một cái bánh bao nhỏ thủy tinh trong suốt vỏ mỏng ngập nhân rơi trên bàn. Má nó, cô không nhịn được chửi thề một tiếng, hùng hổ đứng dậy, mang theo người chúng ta đi. Người được tìm thấy ở nước hỗ phía nam đại lục, nơi đây cực ít linh khí, vì thế cũng có rất ít môn phái tu tiên ở gần đó. Bên đấy gần như toàn bộ đều là thế giới người phàm, người tu tiên ở đó như biến thành tồn tại trong truyền thuyết, người bình thường còn chưa nghe tới bao giờ. Sao cái tên tổ tông đó lại thật sự chạy đến cái nơi xa xôi hẻo lánh như thế? Liêu Đình Nhạn cũng không lo nổi đến những việc khác, tâm trí cuộn trào lập tức xuất phát đến lúc vào trong địa phận nước hỗ rồi mới nhớ lại hỏi kỹ. Rốt cuộc thì người ở đâu? Bây giờ có thân phận gì? Ma tu tới báo tin cũng mới nhớ lại, hình như trong thư ma tướng đại nhân không có nói chi tiết. Thôi bỏ đi, liều đình nhạn phất tay, tìm nơi nào gần đây nghỉ ngơi trước đã, sau đó cho gọi ma tướng họ kỳ tới hỏi là được. Để tránh gây sợ hãi cho người dân nước hỗ, đoàn người của Liêu Đình Nhạn ngụy trang thành người thương, ngồi xe ngựa bình thường tiến vào đô thành gần nhất. Trùng hợp lại là tiết đoan hạ của người nước hỗ, cả quận Lật Dương đều cực kỳ náo nhiệt, trên sông ngoài thành còn có người đang đua thuyền rồng. Liêu đình nhạn nhìn đám người, thấy hình như ai cũng cầm ngải cứu trong tay, trên đầu có cắm hoa gì như sương bồ, tay thắt dây màu, bỗng cảm thấy rất gần gũi, giống như tết đoan ngọ ở thế giới của cô vậy. Cô ở tư tiên giới bao nhiêu năm chẳng thấy ai ăn tết đoan ngọ, không khỏi ngừng lại đứng nhìn chỉ nhìn một lúc rồi cô lại bỏ dèm xe xuống thôi bỏ đi tìm Tư Mã Tiêu trước vẫn quan trọng hơn trong một chiếc du thuyền bên hồ quận thủ quận lật dương ngụy hiển du cong lưng giọng điệu cẩn trọng nói với người trước mặt bệ hạ nơi này người đông tới vậy người là thân phận ngàn vàng lại chỉ mang theo bao đấy thị vệ không thể ở lại đây lâu được để đề phòng bất chắc vẫn nên về hạ phủ của thần nghỉ ngơi đã. Y vừa nói vừa không ngừng nhìn lén sắc mặt của vị bệ hạ kia, lo mình nói lời chọc giận hắn. Bệ hạ của họ tên Tư Mã Tiêu, 16 tuổi, tiếng tàn độc thì không ai không hay, không ai không biết, nếu không phải tiên vương chỉ để lại một đứa con trai nối dõi này thì dù thế nào hắn cũng không ngồi được lên vương vị này. Cũng không trách mấy lão thần trong chiều ngầm than thở, bảo rằng vị quân chủ này có tướng vong quốc, chắc chắn là vua mất nước. Vị bệ hạ này không thích chuyện triều chính, lại mắc bệnh từ nhỏ, hết sức không kiên nhẫn chịu ngồi nghe người khác giảng dạy. Năm 12 tuổi còn dơ kiếm giết chết một người thầy của mình, rất khiến triều thần chỉ trích. Kết cục triều thần dám chỉ trích hắn đều bị hắn giết sạch gọn ghẽ. Từ xưa luôn là vua nhân từ thì bị triều thần thao túng, ngược lại là dòng hôn quân bạo quân hắn một lòng muốn đơn độc, làm mưa làm gió, càng khiến triều thần hoảng sợ. chương 71, có một tên bạo quân. Bệ hạ dần lớn lên, càng không thích ở lâu trong cung, thường tùy hứng mang theo thần hạ thủ vệ đi đến các quận. Trên danh nghĩa thì là sáu hành xem xét tình hình dân chúng. Thực tế thì ai mà không biết vị bệ hạ này chỉ là chán quá mới huy động lực lượng, không quan tâm lời phản đối trong chiều, rời cung du ngoạn lần này dứt khoát bỏ lại lễ tế mùa xuân để đến lật dương ngụy hiển du đã làm quận thủ lật dương nhiều năm trong lòng nghĩ gì cũng không lộ ra mặt mấy ngày nay đã tận tâm tận lực săn sóc cho bệ hạ vui chơi đã đời hôm nay ngoài thành náo nhiệt bệ hạ muốn xem thuyền rồng y cũng thu xếp thỏa đáng còn cất công chuẩn bị người đẹp ca múa bên bờ hồ chỉ là đến nơi cũng chẳng thấy bệ hạ hứng thú với thuyền rồng được bao nhiêu hắn ngồi bên mạn thuyền vô cùng buồn chán mịch mảnh ngọc giác ở thắt lưng. Hiện giờ đã ngồi đến hơn nửa ngày, nguy hiển du đứng đây hầu hạ hơi sắp không chịu nổi, sau lưng lấm tấm mồ hôi, chân đau nhức. Chàng đã quen sống trong nhung lụa, sao mà chịu nổi như thế này, chỉ đành thử mở miệng, định bụng khuyên bệ hạ về nghỉ ngơi trước, mình cũng đỡ phần nào. Bệ hạ 16 tuổi, khuôn mặt như một cô gái đẹp, da trắng như thoa phấn, tóc đen mắt huyền, một tướng mạo đẹp đẽ, chỉ là trên mặt có mang mùi vị thù địch lạ thường, lúc nhìn người khác lúc nào cũng có cảm giác u uất nặng nề như có thể nhìn thấu người khác. Hắn như không nghe thấy lời Ngụy Hiển Du, nét mặt không gợn sóng, không biết đang nghĩ gì. Bệ hạ, Ngụy Hiển Du sống ở Lật Dương nhiều năm, không tiếp xúc nhiều với vị bạo quân trong lời đồn này, thấy hắn không để ý tới mình, không nén được lại thử khuyên lần nữa. Từ mã tiêu đang yên lành ngồi đó đột nhiên phất tay áo không hề báo trước, hắn không thèm nhìn lấy, hất chén trà trên bàn lên người ngụy Hiển Du, chén trà đập vào đầu chàng, nước trà còn thấm ướt cả người. Khóe mắt ngụy Hiển Du co giật nhưng lại không dám nói gì, cúi đầu xuống, giấu đi cảm xúc. Chính vào lúc này, chàng nhìn thấy Tư mã tiêu đứng dậy, xé toạc tấm rèm gấm theo hoa hơi thấu dọi treo trên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài ánh mắt như đang tìm gì đó. Móc và tua rô rèm đều bị hắn giật rơi xuống đất, hạt ngọc lăn trên đất, lăn vào dưới trà kỳ. Không chỉ mình ngụy Hiển Du mà những thái giám cùng hầu cận bên cạnh nhìn thấy cũng kinh ngạc. Một người trong số đó căng thẳng nuốt nước miếng, tiến lên trước nhỏ giọng nói, bệ hạ, người làm sao vậy à, người đang tìm gì sao? Từ mã tiêu đột nhiên ấn ấn chán, ban nãy có một nữ tử ngồi trên xe ngựa hoa giá bên đường đi tìm cô ta về đây cho cô sao sao từ tự xưng của đế vương cái gì giờ hắn đang là bệ hạ của nước hỗ liêu đình nhạn thoạt đầu thấy kinh ngạc sau đó lại thấy khá là hợp tình hợp lý sớm đã thấy tên tổ tông này giống bạo quân giờ cũng coi như là xứng đáng với hình tượng nhưng mà giờ phải làm sao giờ cô nên sách đầu tư mã tiêu về thẳng ma vực hay tiếp cận hắn trước, thử xem trí nhớ hắn đã khôi phục chưa rồi lại chậm chậm tới nói cho hắn biết chuyện trước kia. Rắn đen ở lại ma vực chấn vía thuộc hạ, không tới cùng. Bên cạnh Lưu Đình Nhạn chỉ có Hồng Loa và một bầy ma tu ma tướng. Hồng Loa, tất nhiên là mang hắn về đã rồi tính, hiện giờ hắn là người phàm, đâu kháng cự được, chẳng phải là cơ hội cho cô mang hắn về sao, cô muốn làm gì mà trả được còn nữa phải để hắn tu luyện lại dù tư chất cơ thể không có thì với năng lực của tổ tông đó cũng nhất định có thể tu cho ra trò liêu đình nhạn nghe thấy lại không nói gì hồi lâu cô có hơi thất thần trong đình viện mà họ dừng chân có một khóm hoa rành rành lá xanh thẫm và hoa trắng mút ở ngay ngoài cửa sổ cô nhìn khóm hoa thất thần hồi lâu rồi đột nhiên nói không ở lại đây đi ta không đưa hắn về ma vực cũng không muốn hắn tu luyện Ta muốn hắn có một cuộc đời người phàm bình dị." Hồng Loa rất khó hiểu, mở to mắt nói lớn, "Không để hắn tu luyện. Cuộc đời người phàm chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, chẳng lẽ cô thật sự muốn nhìn hắn sống hết mấy chục năm này rồi cứ vậy chết đi sao?" Đến lúc đó, cô phải làm sao? Liêu Đình Nhạn muốn nói trước kia ta cũng là người phàm, ta cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ sở hữu sinh mạng dài dẳng. Thật ra ta không hề muốn sống lâu tới vậy lâu đến mức khiến người ta khiếp sợ chỉ mười mấy năm nay đã đủ khiến cô mệt nhoài rồi làm người phàm rất tốt cuộc đời mấy chục năm là đủ rồi có lẽ với tư mã tiêu mà nói sinh ra là người bình thường mới là chuyện may mắn nhất của hắn hắn vốn dĩ muốn tiêu hủy cả thân hồn chính cô đã cưỡng ép giữ lại nếu nhất định cứ theo đuổi sự dài lâu thì dường như đã quá tham lam cô không nói mà nhìn sang hồng loa Hồng Loa liền hiểu ngay cô sẽ không đổi ý về tính cố chấp thì cô rất có tướng phu thề với tư mã tiêu Hồng Loa Tuy vẫn không hiểu được cô đang nghĩ gì nhưng nàng cũng không cách nào khuyên được chỉ có thể chỉ ra vấn đề hiện tại nếu cô đã không muốn đưa hắn đi vậy thì cô phải ở đây với hắn rồi nhưng mà cô dùng thân phận gì để tiếp cận hắn sau đó phải làm sao cô đã nghĩ kỹ chưa cô tìm hắn ngần ấy năm không phải cứ suốt ngày ở bên cạnh âm thầm nhìn hắn là đủ rồi đấy chứ. Chuyện đó thì chắc chắn là không rồi. Đây đúng là một vấn đề. Liêu Đình Nhạn ngẫm nghĩ một lúc, nếu không thì vậy đi, cô xem, ta dùng thuật pháp tạo cho hắn một giấc mơ rồi sau đó đi vào mơ. Cái kiểu nằm mơ thấy mấy chị bé đẹp gái rồi vừa nhìn đã rung động ấy. Cô lại nhớ đến Lạc Thần Phú, lập tức phát huy tại chỗ, chuẩn chuẩn bị một khuôn mẫu lưu truyền thiên cổ cảnh trong mơ là hắn đang du ngoạn bên bờ sông, đột nhiên nhìn thấy một lăng ba tiên tử đứng trên mặt sống, ngỡ ngàng nghĩ là người trời. Nằm mơ như vậy mấy lần rồi cô lại tìm cách thực hiện ngoài đời thật. Việc này vẫn rất đơn giản đối với cô, hình tượng thần nữ ngầu lòi vậy, sau này có xuất hiện tình huống đặc biệt gì thì cũng dễ giải thích. Tuyệt vời! Liêu đình nhạn mãn nguyện gật gù, cảm thấy nước đi này cực kỳ đặc sắc thần thoại hồng loa ta cảm thấy không đáng tin lắm chị em ơi cô thật sự muốn chơi vậy hả liêu đình nhạn cái nước đi cơ bản như vậy có thể có vấn đề gì được chứ hai người cẩn thận bàn bạc xem giả thành tiên nữ hạ phàm như thế nào cái gì thiết thực để mê hoặc được một tên bạo quân đột nhiên bên ngoài có tiếng ma tướng ma chủ bên ngoài có một tốp binh lính người phàm binh lính gì cơ bọn họ chỉ vừa tới đây đã kịp làm chuyện xấu gì đâu sao lại bị binh lính tìm tới tận nơi vậy? Không lẽ là do họ chưa kịp làm giấy phép thông hành hoặc vẫn cứ ngụy trang kỹ, bị lòi đuôi rồi sao? Nhưng mà bây giờ quản lý nhà nước của người phạm nghiêm ngặt vậy sao? Sau khi Lưu Đình Nhạn nhìn thấy tốt binh lính thủ vệ đó, cảm thấy càng mù tịt hơn, vì tay đầu đoàn là một tên ẻo là giọng điệu mỏng manh, y không tới để điều tra dân ở lậu mà là đứng trước mặt Lưu Đình Nhạn mỉm cười nói, Lang quân nhà chúng tôi ở bên kia sông nhìn thấy nữ lang, trong lòng nhung nhớ, vì thế cho chúng tôi đến đây tìm kiếm tung tích nữ lang, mong nữ lang cùng chúng tôi đến gặp lang quân nhà tôi. Nữ lang là cách xưng hô của nước hỗ với nữ tử trẻ tuổi chưa chồng, lang quân là để chỉ nam nhân. Liêu Đình Nhạn, hiểu rồi, thì ra trên đường đụng phải tay háo sắc, bị để ý mới tìm tới tận nơi, muốn cưỡng ép dân nữ. Không ngờ những năm trên đời còn có thể gặp chúng tình tiết thế này. Nói thật thì Liêu Đình Nhạn cũng quên mất hình tượng của mình là một đại mỹ nhân rồi. Hồng Loa và những ma tu ma tướng đang mị trang thành thủ vệ thuộc hạ khác nghe thấy cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cái chuyện này, trước kia Liêu Đình Nhạn là đạo lữ của đại ma vương số một thế giới tư mã tiêu, sau đó tự mình trở thành ma chủ ma vực, ai mà dám để ý tới cô, dù có để ý cũng ai mà dám nói ai mà biết được còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ là vì chuyện thật sự quá ly kỳ, Lưu Đình Nhạn lại không hề thấy tức giận, chỉ có mấy ma tướng mặt mày hung tợn bên cạnh lại lộ ra thần sắc bị mạo phạm hung hiểm. Tên khốn ở đâu tới dám ngấp nghé với lão đại của họ? Rút gân, lột da, luyện hồn. Có lẽ là cảnh giác được họ không hiền lành gì, tên nam nhân trước đó vẫn còn cao ngạo giờ lại run rẩy, nói năng lý nhí, lang quân của chúng tôi hoàn toàn không phải người bình thường, nếu nữ lang bằng lòng thì có thể có được tài phú ngất trời. Liêu đình nhạn buồn cười, ồ, tài phú nhiều đến cỡ nào cơ? Tên đàn ông ẻo là hơi ưỡn lưng, lang quân nhà ta họ tư mã, tới từ Yến Thành. Yến Thành là vương đô, tư mã là quốc tính, người có thể tự xưng như vậy chỉ có một, chính là quốc quân nước hỗ tư mã tiêu. Liêu đình nhạn, ái, Người nói với ta là ai cơ? Liêu đình nhạn, tư mã tiêu. Tên ẻo là thay đổi sắc mặt, to gan, không được gọi thẳng tên họ của quân vương. Hồng Loa và các ma tướng đều đã im thiên thít, giờ thì không ai giận nữa, họ đều cảm thấy không được chân thật lắm. Liêu đình nhạn, tôi thật sự vẫn chưa kịp tạo mộng tạo hình tượng đúng không? Trong bầu không khí im lặng dị kỳ, Hồng Loa vỗ vai Liêu đình nhạn nói nhỏ, ừm, cái gì ấy cái duyên cái số nó vồ lấy nhau trân trọng mối duyên này chứ liêu đình nhạn đột nhiên phản ứng lại từ mã tiêu người biến thành một tên nhìn thấy gái đẹp bên đường là cho người tới cưỡng ép bắt về thành thạo như vậy có khi còn không phải lần đầu làm chuyện ấy dcmn từ mã tiêu người chết chắc rồi ta nói cho mà nghe người chết chắc Liêu Đình Nhạn bước lên xe ngựa tới đón người, im lặng cả dọc đường về đến phủ đệ của quận thủ Lật Dương Ngụy Hiển Du. Cô nghĩ tới sau khi gặp Tư Mã Tiêu phải xả tức như thế nào, tát cho cái gương mặt ẻo là đó một bạt tai hay là đá bay hắn trước, hay là nói mấy câu trước rồi ra tay. Đến lúc thật sự nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia của hắn, Liêu Đình Nhạn lại cảm thấy mình không tài nào nhúc nhích được, chỉ chăm chú nhìn hắn, lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc mơ hồ cô nhớ đến một câu thơ nhân gian từ biệt lâu ngày chẳng phải bi thương không phải bi thương gặp tương phùng mới là bi thương trăm câu ngàn lời nhất thời không biết nói từ đâu liêu đình nhạn nhìn người đàn ông ngồi ở đó chậm rãi nhìn sang nhìn thấy ánh mắt hắn nước mắt lại tức khắc rơi xuống cô muốn nói ta tìm ngài lâu quá rồi còn muốn nói ta thường hay nằm mơ lại rất ít mơ thấy ngài còn muốn mắng hắn hung hăng mắng nhức hắn càng muốn nhào tới ôm lấy người không dễ dàng gì mới tìm được này. Nhưng dù thương hay mắng cô cũng không cách nào tới gần, chỉ có thể như bị chấn ở một chỗ vậy, nhìn hắn mà nước mắt rơi đầy trên mặt. Từ mã tiêu, hắn thoạt đầu chỉ ngồi đó, vô cảm nhìn cô khóc, sau đó chặn ngọc cầm nghịch trên tay rơi xuống đất vỡ ra, hắn đứng lên, đi đến trước mặt liêu đình nhạn, hơi thô lỗ lau đi nước mắt của cô, người khóc cái gì hắn nóng nảy liếc nhìn người hầu đưa cô tới ở bên cạnh, ta bảo các ngươi đi tìm người, không bảo các ngươi đi cướp người. Nội thị bị hắn nhìn mà hoảng loạn, bệ hạ, nữ lang này thật sự tự nguyện đến. Tự nguyện đến, tự nguyện đến sẽ khóc như chồng chết như vậy sao? Từ mã tiêu đúng là bị khóc cho đau đầu, ngập ngừng một lát, vần về vệt nước mắt dính lại trên ngón tay, cảm thấy da đầu mình như sắp nổ tung, đau nhói nhíu mày từng đợt. Liêu Đình Nhạn Khóc đã đời, tìm một vị trí, vịn lấy một cái ghế nhỏ trên thảm ngồi xuống. Từ Mã Tiêu ấn mày chuẩn bị nổi cơn. Sao ngươi thành thạo vậy? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.